Xin chào các bạn. Hôm nay mình mới phơi xong cây chân dết. Thì trước khi thu thuốc để mà đóng vào bao thì mình cũng quay để các bạn xem. Cây chân dết còn có tên gọi khác là cây cơm lênh, cây tràng pháo. Mình cũng đã quay trực tiếp ở rừng nhiều rồi, nhưng hôm nay mình cũng quay qua để các bạn xem. Đây là lá của cây cơm lênh này các bạn này. Lá có hình mũi kiếm. Hai mặt lá thì là đều nhẵn. Các bạn nên nhớ nhé, lá cây cơm lênh thì nó có phần thắt ở đầu ngọn lá này, phần gần cuối lá nó có cái thắt ngẫng. Trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền thì đã sử dụng vị thuốc cây cơm lênh này từ rất lâu đời rồi. Nó có tác dụng chữa trị về căn bệnh thoái hóa, đau nhức xương khớp, đặc biệt là bệnh gút các bạn ạ. Thì là phải có vị thuốc cơm lênh này, bởi vì là nó là một vị thuốc giảm đau tiêu viêm rất mạnh. Các thầy thuốc dân tộc vùng cao thì là hầu như là đều biết sử dụng cây chân dết này. Còn một số thầy thuốc ở vùng đồng bằng thì không biết sử dụng cây cơm lênh ở đâu các bạn ạ. Bởi vì là thuốc nam này nó không đơn giản như là thuốc bắc đâu. Thuốc bắc thì còn có bài thuốc, có thầy dạy, có trường lớp bài bản. Thế nhưng mà thuốc nam là sử dụng theo kinh nghiệm các bạn ạ. Kinh nghiệm kết hợp thuốc, kết hợp vị thuốc của từng nhà. Chính vì vậy là mới có tên gọi là thuốc gia truyền là như vậy. Mỗi người có một cách phối kết hợp riêng, không nhà nào giống nhà nào cả. Tuy nó là một vị thuốc rất tốt, thế nhưng mà phối kết hợp như thế nào với cây nào để cho nó có hiệu quả trị bệnh cao thì là do kinh nghiệm của từng nhà. Nhiều người là cứ thấy ai giới thiệu cây thuốc nào hay, cây thuốc nào tốt thì mua để sử dụng. Mình cũng nói thật với các bạn là hiệu quả nó không cao đâu. Cây thuốc nào, vị thuốc nào có tốt đến mấy cũng phải kết hợp thì nó mới có tác dụng là trị bệnh hiệu quả được. Cây thuốc nhà mình thì tự đi lấy được trong rừng rất nhiều. Cái số lượng cây cơm lênh này mình mới phơi đây nó cũng phải rơi tầm 5-60 cân. Rất nhiều các bạn ạ. Nhà mình thì không thể sử dụng hết được. Mình sẽ đóng bao để mà gửi bớt cho vài thầy, cho các thầy sử dụng để bốc thuốc cứu người. Thôi mình cũng xin chào các bạn để còn đóng gói cái lô thuốc này.